toàn bộ lưới điện chung hạ thế ở thành phố, thị xã, thị trấn, thị tứ tại 27 tỉnh thành miền Bắc phải đạt tiêu chuẩn 5S vào năm 2020 là mục tiêu của Tổng công ty Điện lực miền Bắc EVN-NPC. 5S là một công cụ cải tiến năng suất chất lượng có nguồn gốc từ Nhật Bản. 5S gồm sàng lọc, sắp xếp, sạch sẽ, săn sóc, sẵn sàng. Đây là một phương pháp quản lý nhằm cải tiến môi trường làm việc mang lại hiệu quả. Tại buổi hội thảo, hướng dẫn triển khai nhân rộng mô hình 5S từ văn phòng ra lưới điện, EVN-NPC cho biết mô hình này đã được Công ty Điện lực Thái Nguyên triển khai và đã đạt được một số hiệu quả bước đầu bởi đã lan tỏa được ý thức, trách nhiệm, kỷ cương, tính chuyên nghiệp cho người lao động, từng bước xây dựng và củng cố văn hóa doanh nghiệp, cải thiện môi trường làm việc thân thiện và an toàn cho người lao động, góp phần nâng cao chất lượng cung cấp điện phục vụ sinh hoạt và sản xuất kinh doanh trên địa bàn. Trong thời gian tới, mô hình 5S từ văn phòng ra lưới điện sẽ được nhân rộng tại 27 công ty điện lực miền Bắc. Để đảm bảo kế hoạch triển khai chương trình, EVN-NPC sẽ hợp tác với Viện Năng suất Việt Nam (VNPI) trong quá trình thực hiện.